Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Đạo diễn Lưu Trọng Linh, tôi từng nhiều lần dẫn gái đẹp đến trang trại của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Mới đây, đạo diễn Lưu Trọng Linh có những tiết lộ bất ngờ về vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ. Cách đây không lâu, câu chuyện tiền nhiều để làm gì của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ tại tòa nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo như vợ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ thì sau thời gian đi tu tập về, chồng mình thay đổi hoàn toàn, có những hành động, lời nói và cách cư xử khác hẳn trước đây. Theo đó, cuộc đời và khóa tu bí ẩn này của ông Đặng Lê Nguyên Vũ khiến nhiều người rất tò mò. Mới đây, đạo diễn Lưu Trọng Linh bất ngờ có những chia sẻ thú vị về ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng như khóa tu thiền này. Được biết, đạo diễn Lưu Trọng Linh từng tham gia khóa thiền do ông chủ của Trung Nguyên thành lập. Theo lời của ông Lưu Trọng Linh, trong những ngày ở trong trang trại trên cao nguyên ở tỉnh Đắk Lắk, ông đã hiểu thêm nhiều điều về con người của vua cà phê. Theo đó, đạo diễn Lưu Trọng Linh khẳng định việc ông Vũ đưa trai gái, đàn bà nạ về nhà đều chỉ là tin đồn ác ý mà thôi. Đó là một con người rất tình cảm, một ông bố yêu con tuyệt vời. Ông Vũ tuyệt nhiên không thể có sự bỏ bê con. Cả những tin đồn trai gái đưa đàn bà nạ về nhà cũng đều là tin đồn ác ý, đạo diễn của Dốc Tình chia sẻ. Nói rõ hơn, ông Lưu Trọng Linh cho biết thời gian ở Murderuck, ông chứng kiến cảnh Đặng Lê Nguyên Vũ cùng các con lên đó vui vẻ, cùng nhau vui đùa, vô cùng thân thiết. Vũ đi là bầy con đi theo, rất thú vị. Vũ kiêu hãnh vì có những đứa con, và những đứa con chắc chắn cũng rất kiêu hãnh vì Vũ, đạo diễn nhớ lại. Nói về tin đồn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ngoại tình, quan hệ trai gái rất phức tạp, đạo diễn Lưu Trọng Linh tiết lộ rằng mình đã từng nhiều lần đưa các cô gái đẹp đến trang trại của ông Vũ, mục đích cũng để xem con người của vua cà phê như thế nào. Thế nhưng tôi chưa thấy ông Vũ trò chuyện hay xin số điện thoại của một cô nào. Tôi hiểu và trân trọng Vũ hơn vì những chuyện như thế. Đặc biệt, đạo diễn phim Cát Đỏ đưa ra các dẫn chứng từ cách ông đối xử với những chú ngựa để nói rõ hơn về con người của ông Vũ. Theo như đạo diễn Lưu Trọng Linh tiết lộ thì trang trại của ông Vũ có mấy chục con ngựa quý, ông vô cùng nâng niu nó. Khi đó, để phục vụ cho việc quay phim, đạo diễn Lưu Trọng Linh đã mượn tạm ông Vũ gần 20 ngày quần thảo, khiến một số con bị thương. Sau này, có người kể khi Vũ nhìn những vết thương có ròi của những con ngựa Ả Rập, anh đã khóc nhưng không một lời trách móc tôi. Anh là thế đấy, cái tội lớn nhất của anh là khác người, mà Thành Đạt, đạo diễn của Dốc Tình tâm sự. Được biết, khóa thiền này của ông Đặng Lê Nguyên Vũ kéo dài 49 ngày, tuy nhiên vì bệnh tim nên đạo diễn Lưu Trọng Linh chỉ tham gia được 7 ngày. Thay vào đó, anh trai ông là Lưu Trọng Văn là người đã trải qua trọn vẹn 49 ngày. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.